Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu thủy sản của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2017 vẫn duy trì mức tăng trưởng như năm 2016 với 7,5% đạt khoảng 2,76 tỷ đô la Mỹ. Trong khi sản lượng nguyên liệu tôm, cá tra giảm thì sản lượng cá ngừ và các mặt hàng hải sản khác đã tăng, nên có sự chuyển dịch đáng kể về cơ cấu sản phẩm và cơ cấu thị trường trong doanh nghiệp xuất khẩu. Xu hướng dịch chuyển về cơ cấu sản phẩm theo hướng nghiêng dần sang các mặt hàng hải sản được dự báo sẽ tiếp tục trong những tháng tới và cả năm nay. Với mặt hàng cá tra, tuy xuất khẩu còn gặp khó khăn tại thị trường EU, Hoa Kỳ do nhu cầu tiêu thụ chưa hồi phục, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc, Brazil, Mexico tăng mạnh đã giúp cho giá trị xuất khẩu tăng nhẹ 2,4%, đạt 665 triệu đô la Mỹ. Theo dự báo, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ sẽ khó có thể hồi phục trong bối cảnh thuế chống bán phá giá và chương trình thanh tra cá da trơn sẽ chính thức áp dụng từ tháng 9 năm 2017. Nhưng tại thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, nhu cầu nhập khẩu cao sẽ bù đắp và thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong những tháng tới.